Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt 13 vị trí đặt trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên đường bộ. Cụ thể 13 vị trí này nằm trên các tuyến đường gồm XQ, Trường Sơn, Nguyễn Tất Thành, Trần Đại Nghĩa, DT602, Hòa Phước, Hòa Khương, Võ Chí Công, Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2 vị trí, Quốc lộ 1A qua địa bàn thành phố 3 vị trí. Việc đặt 13 trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên đường bộ nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chở hàng quá khổ quá tải trọng cho phép của các phương tiện khi tham gia giao thông. Các trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động này có các chức năng như kiểm soát tải trọng xe lưu thông trên các tuyến quốc lộ và đường bộ trên địa bàn thành phố có dấu hiệu vi phạm chở hàng quá khổ quá tải trọng, yêu cầu lái xe đưa xe vi phạm vào nơi quy định để kiểm tra tải trọng và khổ giới hạn, kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải và người điều khiển phương tiện, kiểm tra giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng trên đường bộ theo quy định, lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ được phát hiện qua kiểm tra. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì chuyển hồ sơ vụ việc đến cấp có thẩm quyền để xem xét xử lý.